Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Tư ngày 6 tháng 2 với một số tin tức đáng chú ý. Luật sư Lê Công Định được trả tự do trước thời hạn. Việt Nam bắt giữ hai viên chức Trung Quốc bị truy nã. Kính thưa quý khán thính giả, vào sáng hôm nay, luật sư Lê Công Định đã được trả tự do về đến nhà vào lúc hơn 8 giờ. Cháu gái của ông là Lê Ngọc Anh Đài nói với Đài Á Châu Tự Do. Dạ ơi, chú Định về hồi sáng khoảng 8 giờ rưỡi, chú Định khỏe ạ. À, người thì cũng hơi gầy trắng rồi, xanh sao thôi dạ. Chứ mà cũng ổn, khỏe. Dạ, thì chiều nay thì nhà cũng nói với chú là hơi đi khám rồi, sức khỏe cũng quá. Chú Định cũng mừng lắm ạ. À. Thì giờ cũng đầu năm và tới giờ chú về chú ăn Tết với nhà, chú cũng vui lắm dạ. Luật sư Lê Công Định là một nhà bất đồng chính kiến, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc tội tuyên truyền lật đổ chế độ. Ông bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2009 và bị tuyên án cùng với các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Luật sư Lê Công Định bị cáo buộc là đã tham gia khóa huấn luyện lật đổ chính quyền do Đảng Việt Tân tổ chức và bị tuyên án 5 năm tù và 3 năm quản chế. Như vậy, ông ra tù sớm hơn thời hạn 1 năm. Luật sư Định từng du học Hoa Kỳ và trở về Việt Nam hành nghề luật sư tại công ty luật YKVN tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bị bắt, ông từng phổ biến nhiều bài viết phê bình hệ thống luật pháp tại Việt Nam, cũng như các bản án sai pháp luật mà các tòa án áp đặt lên những người bất đồng chính kiến như blogger Điếu Cày, luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân. Hai đối tượng đang bị truy nã người Trung Quốc mới bị công an thành phố Móng Cái, Quảng Ninh bắt giữ và bàn giao cho Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua. Theo báo chí trong nước đưa tin, đầu năm nay, Công an thành phố Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra từ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc về việc phối hợp truy bắt Tống Kiến Trung, 59 tuổi và Nhiệm Bảo Hiệp, 44 tuổi về hành vi nhận hối lộ và che giấu tội phạm. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 5 tháng 2, Công an thành phố Móng Cái phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trên tại một nhà nghỉ ở phường Ca Long, thành phố Móng Cái. Đến 5 giờ chiều, hai đối tượng trên đã được bàn giao cho phía Trung Quốc ở cửa khẩu quốc tế Bắc Luân. Quay sang tình hình khu vực, một ngày sau khi cáo buộc tàu Trung Quốc đưa radar chiến đấu nhắm bắn tàu chiến của Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi chính phủ Bắc Kinh không nên có những hành động khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Phát biểu trước Quốc hội, ông Abe nói rằng các hành động Trung Quốc đang làm có thể dẫn tới tình trạng không thể lường trước được. Ông cũng cho rằng những việc làm mang tính khiêu khích và gây căng thẳng này xảy ra vào đúng thời điểm có hy vọng hai bên sẽ giải quyết được vấn đề bằng đường lối đàm phán ngoại giao. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không biết gì về chuyện này. Trong khi ở Washington, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ là bà Victoria Nuland cho hay chính phủ Hoa Kỳ đã quan ngại tình hình hiện nay vì có thể tạo thêm căng thẳng và dẫn đến những toan tính sai lầm. Xin được nhắc lại, căng thẳng xảy ra liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền vùng đảo mà Nhật gọi là Senkaku, còn phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tháng trước, Thủ tướng Abe của Nhật Bản có đề nghị mở thượng đỉnh Nhật-Trung để hai nhà lãnh đạo tìm phương cách giải quyết căng thẳng mà ông nói là gây bất lợi cho cả đôi bên. Đến giờ, phía Bắc Kinh chưa nói gì về đề nghị này. Trong khi đó, tại Bắc Hàn, chính quyền Bình Nhưỡng vừa cho phổ biến đoạn video tuyên truyền, trong đó có hình ảnh một thành phố của Hoa Kỳ bốc cháy sau khi bị Bắc Hàn tấn công bằng hỏa tiễn. Đoạn phim ngắn này được phổ biến sau khi hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KNCA cho phổ biến bài nhận định, nói là không chỉ cho nổ thử nghiệm hạt nhân mà chính phủ Bình Nhưỡng cần phải có biện pháp mạnh hơn nữa để đối phó với những thế lực thù địch. Bài nhận định được xem là nhắm vào Hoa Kỳ vì Washington là nước khởi xướng đề nghị gia tăng mức độ cấm vận đối với Bắc Hàn sau khi Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn tầm xa. Trước lời đe dọa từ Bắc Hàn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng dù chưa xem đoạn phim video nhưng thấy chẳng có gì đáng phải chú ý. Trong khi đó ở Bắc Kinh, phát ngôn viên của Trung Quốc nhắc lại lời cảnh báo từng đưa ra trước đây, đại ý cho rằng việc Bình Nhưỡng vẫn giữ ý đồ định nổ thử nghiệm hạt nhân sẽ tạo thêm bất ổn cho bán đảo Triều Tiên, cản trở các nỗ lực để bán đảo này trở thành vùng phi hạt nhân. Bài bình luận trên tờ Toàn cầu Thời báo số phát hành sáng ngày hôm nay ở Bắc Kinh cũng viết rằng nếu Bắc Hàn vẫn duy trì ý cho nổ thử nghiệm hạt nhân, chính phủ Bắc Kinh nên cắt giảm các khoản viện trợ đang dành cho Bình Nhưỡng. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, Vũ Hoàng và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.